Harry và Meghan bị tố phá đám William kết. Teaser chính thức của phim tài liệu về Harry Meghan hé lộ những hình ảnh chưa từng công bố về cặp vợ chồng hoàng gia Anh thoát ly. Đáng nói, đoạn giới thiệu ra mắt vào giữa chuyến công du của William và Kate đến Mỹ. Sau nhiều tháng ồn ào, những hình ảnh đầu tiên về bộ phim tài liệu gây tranh cãi của công tước và nữ công tước xứ Sussex cũng được hé lộ. Teaser chính thức cho loạt phim 6 phần có tựa đề Harry and Meghan lên sóng vào sáng 1 tháng 12 giờ Mỹ. Teaser mở đầu với loạt ảnh chưa từng công bố về đôi vợ chồng nổi tiếng, bao gồm những khoảnh khắc chụp Meghan ủ rũ tại các sự kiện hoàng gia, thậm chí rơi nước mắt và về cuộc sống mới của họ ở California. Đoạn video cũng có bức ảnh duy nhất về hoàng tử William công nương kết, vua Charles và hoàng hậu Camilla trong lễ kỷ niệm ngày thịnh vượng chung vào tháng 3 2019. Cảnh tượng Harry và Meghan ngồi hàng ghế sau dường như ẩn ý về sự xa cách giữa họ và gia đình hoàng gia. Không ai nhìn thấy những gì đang xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín, hoàng tử Harry chia sẻ. Khi tiền đặt cược cao như vậy, không phải sẽ hợp lý hơn khi nghe câu chuyện của chúng tôi từ chúng tôi sao? Tôi làm bất cứ những gì tôi có thể để bảo vệ gia đình tôi, Meghan tiếp lời. Mặc dù cuộc phỏng vấn trên Variety vào tháng 10, Meghan tiết lộ phim tài liệu kể về câu chuyện tình yêu của cô và Harry, nhưng thông cáo báo chí cho đoạn giới thiệu lại cho hay Harry và Meghan khám phá những thách thức khiến họ cảm thấy buộc phải rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia. Bộ phim được cho là đánh dấu lần thứ hai cặp đôi chia sẻ về mối quan hệ của họ với các thành viên trong gia đình hoàng gia Anh trong cuộc phỏng vấn gây xôn xao dư luận với Oprah Winfrey vào tháng 3 2021. Trong lần đầu tiên, Harry và Meghan đưa ra những cáo buộc về vấn nạn phân biệt chủng tộc trong cung điện, buộc hoàng tử William phải lên tiếng phản bác, chúng tôi không phải là gia đình phân biệt chủng tộc. Cho đến nay, dù Meghan chia sẻ trên báo chí, Netflix vẫn kín tiếng về dự án do Liz Gilbert làm đạo diễn. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Pitchfork, phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 8 tháng 12. Đáng chú ý, Harry và Meghan tung teaser chính thức vào thời điểm hoàng tử William và công nương Kate có chuyến thăm ở Boston, Mỹ. Truyền thông còn vĩ lễ trao giải Eisner mà vợ chồng xứ Wales dự kiến được tôn vinh vào ngày 2 tháng 12 như siêu cúp Super Bowl dành riêng cho người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh. Tầm quan trọng của sự kiện làm dấy lên nghi vấn hoàng tử Harry muốn làm lù mờ anh trai. Một nguồn tin trong hoàng gia Anh nhấn mạnh với Pitchfork, họ tin rằng gia đình Sussex đang cố phá rối và tạo xung đột với chuyến thăm Mỹ đầu tiên của William và Kate kể từ năm 2014. Thật ngạc nhiên, Harry và Meghan thật nhàm chán làm sao, nhưng loại chuyện này không thể tránh khỏi, nghe có vẻ hơi tự phụ về những gì họ sản xuất, Hugo Vicker, một người bạn của hoàng gia nói. Nếu gia đình Sussex lo lắng, họ trông giảm sút và ít đáng tin cậy hơn so với chuyến công du nước ngoài đầu tiên của hoàng tử và vương phi xứ Wales trong kỷ nguyên mới này, họ đã chơi quá tay với loạt thông báo PR được thiết kế để đụng độ với chuyến thăm của gia đình xứ Wales trong tuần này, một nguồn tin khác bày tỏ bức xúc. Một người khác cũng thuộc hoàng gia Anh chỉ trích Harry Meghan luôn nhận bị ám ảnh bởi quyền riêng tư nhưng lại chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật chưa từng công bố trong đoạn video dài 60 giây. Thật khó để không so sánh với nhà Kardashian cùng những rung cảm của Hollywood, nguồn tin nói. Ngoài teaser phim tài liệu, vào 30 tháng 11, Harry cũng đăng tải video quảng cáo về Thế vận hội Invictus 2023, trong đó có cảnh anh và vợ đấu bóng bàn với nhau. Tuy nhiên, các nguồn tin khác cho rằng Harry và Meghan không liên quan đến đoạn giới thiệu phim tài liệu bởi quyết định nằm ở bàn lãnh đạo Netflix. Theo nguồn tin, vợ chồng nhà sản xuất yêu cầu phát hành teaser vào ngày 28 tháng 11. Phim của hoàng tử Harry và Meghan Markle gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng hoàng tử Harry nên ngừng nhắc đến hoàng gia Anh và tỏ ra mình là nạn nhân. Theo Anne Whiteford, trailer bộ phim tài liệu của hoàng tử Harry và Meghan Markle được tung ra vào ngày 1 tháng 12. Video giới thiệu dài 1 phút được phát trên nền nhạc piano chậm rãi nhưng đầy kịch tính, mở đầu bằng một đoạn phim gồm những bức ảnh riêng tư chưa từng được tiết lộ.
Sau đó, một giọng nói cắt ngang hỏi lý do họ muốn thực hiện bộ phim. Có nhiều thứ không? Ai nhìn thấy sau những cánh cửa đóng kín? Tôi phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ gia đình mình, hoàng tử Harry trả lời. Giới thiệu dần trở nên nghiêm túc hơn. Một video chiếu cảnh Meghan lau nước mắt và nói: "Chắc phải nghe câu chuyện từ chúng tôi có ý nghĩa hơn sao?" Trailer ngay lập tức gây chú ý, trong đó có những bình luận cho rằng cặp đôi không biết xấu hổ khi luôn đóng vai trò nạn nhân. Người dẫn chương trình Dan Wharton viết trên trang cá nhân: "Harry và Meghan đã tung đoạn giới thiệu cho lễ hội nạn nhân của họ." Người dẫn chương trình Talk TV Julia Hailey Bolivar nhận xét: "Họ không biết xấu hổ, Meghan đã hủy hoại nhà Marco, bây giờ Harry đang cố gắng làm xấu mặt gia tộc Windsor. Thật may mắn khi cố nữ hoàng không phải trải qua chuyện này." Nếu một giải thưởng Viện Hàn Lâm được trao cho sự kiêu ngạo, phù phiếm và ái kỷ thì Meghan và Harry sẽ là những ứng cử viên hàng đầu. Trợ lý của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Neil Gardiner đồng tình. Nhà báo, biên tập viên Bill Morgan tỏ ra tức giận khi gia đình sử sách tung trailer cùng thời điểm chuyến công du Boston của Hoàng tử William và Kate Middleton. Ông mỉa mai hành vi né tránh báo chí của Harry và Meghan khi vẫn còn trong Hoàng gia Anh qua dòng trạng thái: "Họ than vãn về quyền riêng tư nhưng sau đó lại thực hiện một loạt phim thực tế kể về cuộc sống của họ. Họ còn cố tình phát đoạn trailer để phá hỏng chuyến đi quan trọng của William tới Mỹ." Harry và Meghan cần một câu thần chú mới ngoài câu "chúng tôi muốn kể câu chuyện của chính mình". Họ đã làm như vậy quá nhiều lần rồi, biên tập viên Diana Prew của Bushin of Boston bình luận. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đứng về phía Harry Meghan khi cho rằng tình trạng phân biệt chủng tộc tồn tại trong Hoàng gia Anh. Họ đề cập đến vụ bê bối mới đây đã buộc một phụ tá cấp cao của Hoàng gia phải từ chức. Bà Busan Hersey, mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William, phải lên tiếng xin lỗi và xin từ chức sau khi đưa ra những bình luận không thể chấp nhận được đối với một nhà vận động chống bạo hành gia đình trong cộng đồng người da màu tại một sự kiện ở Cung điện Buckingham. Với luồng dư luận trái chiều hiện nay, có thể nói bộ phim tài liệu sẽ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khi lên sóng chính thức vào ngày 8 tháng 12. Công tước và nữ công tước xứ sở sách gây chấn động thế giới khi tuyên bố từ bỏ chức vụ hoàng gia cấp cao và chuyển đến Montecito, California, Mỹ sống vào năm 2020. Ban đầu, họ tiết lộ lý do rời đi là vì áp lực bị giới truyền thông theo sát. Tuy nhiên sau đó, họ đã cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với Oprah rằng gia đình hoàng gia có hành vi phân biệt chủng tộc. Ngoài cuộc trò chuyện với Oprah, Meghan gần đây cũng thực hiện một cuộc phỏng vấn gay gắt với tờ The Cut.